anh. Với cái mặt này thì em cũng hơi khó. Đối với em, nghĩ với anh là công việc của em hơi đặc thù. Đi hoài. Rồi bỏ anh ta hay anh ta bỏ? Dạ, người ta bỏ em. Đó là do thứ nhất là yêu xa, và thứ hai là do định hướng của hai đứa về công việc tương lai khác nhau ạ. Tức là tụi em... Ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì nhà gái đã có mặt ở trên sân khấu rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng bạn nữ bên kia và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Dạ, em là Quý Khang, năm nay là em 31 tuổi. Quý Khang hả? Dạ. Tên đẹp quá ha. Dạ, em cảm ơn anh. Em làm công việc gì Khang? Dạ, em là quản trị vùng trồng sâm sâm, về mảng sâm Ngọc Linh, ăn sống và làm việc ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Ở Quảng Nam vô đây? Dạ. Nhà em ở Quảng Nam luôn hay sao? Dạ, quê em ở Ninh Thuận ạ. Quê Ninh Thuận, dạ. Làm việc ở Quảng Nam. Dạ. Khi lấy vợ về thì ở đâu? Có tính chưa? Dạ, thì em dự tính là sống ở Quảng Nam luôn ạ. Quảng Nam luôn hả? Dạ. Lập nghiệp Quảng Nam luôn. Dạ, chính xác anh. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nào. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh. Em xin chào bạn Nam bên kia cùng toàn thể các quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Tiến, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Ninh Bình. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em làm công việc gì? Em làm kế toán phiên dịch tại công ty của Nhật ạ. À, ở Bình Dương là em sống với ai? Em sống với chị họ. Rồi. Tiến là ở Bình Dương, Khang là ở Quảng Nam. Dạ. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chú đã say đó. Dạ. Cái khoảng cách hơi xa, các bạn cảm thấy thế nào hả Khang? Về cái mặt này thì em cũng hơi khó. Đối với em là yêu ở đâu cũng xa hết. Tại cái công việc của em là cái công việc đặc thù, thường là đi công tác rất là nhiều, từ tỉnh này sang tỉnh khác cũng có. Là xong thường là em đi lên chỗ vùng cao. Em có công tác ở Bình Dương không? Chắc sau này là sau khi quen bạn là đó là cũng là một cái công tác của em. À, cũng hướng tới mình mở rộng thị trường đúng không? Dạ. Vậy thì em có thuận lợi đó. Dạ. Em gái bên kia cụ thể em làm kế toán là công ty nào em? Ở đâu? Em làm cho công ty Nakai Tâm Nhật Bản ở thành phố Thủ Dầu Một ạ. Rồi em làm kế toán lâu chưa? Em làm được hơn một tháng rồi ạ. Thì làm kế toán mới có một tháng hả? Dạ. Vậy em... có kinh nghiệm nhiều không? Tại vì em mới từ Nhật về nước ấy ạ. Ủa vậy hả? Dạ. Em đi Nhật mấy năm? Em đi gần 4 năm ạ. Em qua đó du học ạ. Rồi em trai mình làm kinh nghiệm trồng sâm mà lâu chưa? Dạ, em cũng làm khoảng hơn 3 năm rồi anh. 3 năm rồi. Dạ. Bạn kia bên Nhật mới về đó. Dạ. Mình có đi Nhật chưa? Ừ, dạ cũng có rồi anh. May quá bên Nhật không gặp ha. Dạ. Nếu gặp về đây không gặp đây rồi. Duyên nó chỉ tới một lần thôi. Thôi, mà mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Khang. Ưu điểm của em, theo em nghĩ là thật thà, hiền lành, chăm chỉ. Thấy em là thấy chăm chỉ rồi đó. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ, khuyết điểm. Nhiều khi em bị stress á, thì em dễ bị nóng tính. Em cũng lâu lâu cũng hay quên. Bị stress rồi hay quên. Uống sâm vô hết stress rồi hết quên gì đâu. Thì mỗi lần vậy thì em phải uống sâm. Ừ. Dạ. Rồi nhà gái thì sao? Chúng ta có ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em là làm người vui vẻ, hòa đồng, trung thủy và luôn hướng về gia đình ạ. Còn khuyết điểm của em thì em đôi lúc hay quên ạ. Dạ. Bên đây cũng quên, bên kia cũng quên. Để em nhắc cho bạn. Chúng ta nói về tình duyên của chúng ta lúc trước như thế nào đi, nhà trai. Dạ, thì em lúc trước thì có hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì lúc em còn sinh viên. Mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng một năm. Rồi sao chia tay? Thì cũng như nãy em có chia sẻ với anh là công việc của em hơi đặc thù. Đi hoài. Dạ. Rồi bỏ anh ta hay người ta bỏ? Dạ, người ta bỏ em. Đi hoài ta bỏ đúng chứ không? Chứ lại là không có thời gian chăm sóc á. Vậy rồi bây giờ mình có sắp xếp được thời gian để mình yêu không nè? Dạ có chị ạ. Rồi, nhà gái thì sao? Dạ em mới trải qua một mối tình cách đây khoảng tầm 7 tháng ạ. Lúc em còn đang ở bên kia hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Chia tay mới 7 tháng em hả? Dạ. Sao kể chị là nghe coi, quen mấy năm? Em quen anh ấy tầm khoảng gần 2 năm ạ. Ừ. Bởi vì sau đó là do thứ nhất là yêu xa, và thứ hai là do định hướng của hai đứa về công việc tương lai khác nhau ạ. Tức là tụi em quen nhau lúc đó là em đang bên kia và bạn này đang bên này? Không, là hai tụi em là đều ở bên đó cả. À, mối tình đó anh nghĩ chắc không sâu sắc đâu. Mới có 7 tháng mà đi tìm người yêu khác chắc cũng... Quen 2 năm. Mới chia tay 7 tháng thôi. Thì trời ơi, ta chia tay xong ta có quyền đi tìm người khác chứ trời. Nếu mà mối tình sâu sắc á thì 7 tháng chưa đủ để gọi là quên đâu. Sao em trả lời cho chú Quyền Linh nghe đi. Đúng chứ còn trả lời gì nữa. Kinh nghiệm tôi biết mà. Nếu mà yêu sâu sắc á nha, là phải
nó vương vấn cả năm trời đó. Thôi bây giờ sâu sắc hay không cần biết, chỉ cần biết đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ là người ta bắt đầu cái chuyện mới, chuyện cũ là cơm thiêu. Đó, bây giờ cái chuyện hiện tại nó mới là cơm nóng nè. Rồi nóng sao? Giờ em muốn quen một người như thế nào, nói cho chị Lan biết coi. Dạ, em muốn tìm một người bạn trai là trưởng thành ạ, trung thủy, không ra trường, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. Trưởng thành chưa? Dạ, trưởng thành rồi anh ạ. Vậy thì chưa? Dạ, xong rồi anh. Mấy yêu cầu của nhà gái vậy được không? Dạ, rất là đơn giản đối với em. Quá đơn giản luôn. Có gì khó không nè? Chiều cao, cân nặng, sắc dốc, nhan sắc như thế nào? Cao trên 1m7 ạ. Trời ơi, 7 hơn luôn á. Đâu để qua coi cụ thể. Không cần, nhìn thôi là biết thước tất cao rồi. Dạ, em chào chị. Mét 7 mấy? Dạ, em 1m75. Đó, 1m75 lận nha. Nhìn đã biết hơn 70 rồi. Rồi, em còn yêu cầu gì nữa không? Còn sự nghiệp công việc ổn định ạ. Có luôn. Quá ổn định. Em có điều gì không thích ở con trai không? À, không hút thuốc ạ. Rượu bia thì biết một chút cũng được, nhưng mà không được nghiện ạ. Ừ, kêu uống rượu xăm không à? Thì chỉ vậy thôi hả, còn gì nữa không? Thì biết cảm thông chia sẻ với nhau ạ. Có thuốc không? Dạ không. Được. Bây giờ nè em gái. Dạ. Khoảng bao lâu thì em có thể lấy chồng được? À, nếu mà hai người hợp nhau ạ thì có thể tiến tới hôn nhân được ạ. Khoảng bao lâu á, thời gian á? Thời gian chắc là khoảng tầm gần 1 năm. 1 năm? Dạ. Bên kia chuẩn bị 1 năm lấy vợ nữa được không? Dạ vô tư anh ạ. Vô tư. Rồi xong. Giờ là có nền tảng sẵn hết rồi đúng không? Dạ. Hồi cưới cái là cưới liền được đúng không? Cưới dạ. Liền đó. Rồi bây giờ em mong muốn có một người vợ tương lai như thế nào? Thứ nhất là hiền lành. Thứ hai là biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Bên đây có hiền đó, thấy cũng có quan tâm đó, thấy cũng nhu mì. Em thấy nhiều đó là đủ rồi chị. Đủ rồi. Vậy thôi hả? Sạch sẽ. Ủa, bộ gái ở giờ lắm hay sao? Bộ nào giờ quen gái ở giờ lắm hay sao mà giờ nhu cầu tìm gái sạch sẽ vậy? Dạ em nghĩ là một người mà ở sạch sẽ thì sẽ là rất là chu đáo trong hầu như là... Chưa chắc. Có những người ta ở dơ mà người ta chu đáo lắm á. Ta chu đáo cho người khác nhưng ta ở dơ cho bản thân người ta. Dạ nên vậy em cũng chịu luôn. Chịu luôn đúng không? Dạ, chịu luôn. Như đi tìm bạn gái mà yêu cầu sạch sẽ. Rồi có cái gì không thích ở dơ không? Ai ở dơ đâu mà. Thật sự là em cũng chưa tiếp xúc nhiều với các bạn nữ, thành thử em cũng không biết là điều nào mà không tốt hay là chưa tốt thì... Em nói đại đi, hút thuốc uống rượu rồi đó. Em nghĩ là phụ nữ mà có uống rượu thì cũng được, mà hút thuốc thì chắc là cho ý chị đi. Thật ra hút thuốc là có hại cho sức khỏe nên là chúng ta không nên. Rồi. Bây giờ em gái đi với ai? Em đi với chị họ. Chị họ hả? Rồi chào nhà gái. Rồi chị họ cho ý kiến nào. Con chào chú Tình Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả trong chương trình. Em là Nguyệt, chị họ của bé Tiến ạ. Hiện tại là bé Tiến đang ở với em. Em theo em cảm giác bạn nam bên đây á là cũng chững chạc á. Rồi bé Tiến thì tôi 27 tuổi nhưng mà cũng hơi con nít á. Nít hả? Dạ. Nhà gái có nhận xét gì về nhà trai ngày hôm nay không? Dạ, theo em thấy thì phù hợp với bé Tiến ạ. Em thấy bạn nam này rất là chững chạc nè. Cái một phần là kinh tế, công việc cũng ổn định á. Riêng em thì em cảm thấy vậy, còn mọi phần quyết định là do cũng do hai người hẹn hò nhau hay như thế nào thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Em cũng hy vọng là sau này bạn nam này sẽ thay em đồng hành cùng bé Tiến ạ. À, nhà trai mình đi với ai? Dạ, em đi với chủ tịch hội đồng quản trị cùng anh đồng nghiệp. Dạ, chào nhà trai. Chị thấy sao, nhà gái thấy hợp với nhân viên của chị không? Xin chào anh Tiền Linh, chào em Ngọc Lan. Dạ. Chào hai bạn và quý vị khán thính giả. Với cái vị trí là người chị, người sếp của Khang, thì đầu tiên nhận xét về Khang thì như bạn nói, bạn hiền, thật thà, bạn cũng khá nóng tính, nhưng mà chắc nóng tính với nam thôi chứ không có nữ, chưa thải. Về bạn nữ rất là dễ thương, bạn nữ xứng đáng. Còn những cái việc khó khăn lắc nhắc khác thì mình nghĩ hai bạn có thể cùng khắc phục để cho nhau cơ hội đi xa hơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhà trai. Thích nói giọng dễ thương ha, giọng Huế ha. Cảm ơn lãnh đạo của công ty nha. Giùm mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi. Rồi gì tới nó tới. Mở rào. Bắt đầu đi Khang. Chào bạn, mình có món quà từ công ty. Cảm ơn em. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Rồi anh cảm ơn. Để nhân tiện thì em cũng có hai cái phần quà nhỏ nên em xin tặng anh Duyên Linh. Dạ. Đây là cũng có cái phần em thấy anh chị nói cũng nhiều quá, cái đây ngậm vô là nói vô tư luôn. Dạ, dạ em xin phép.
Thì túi kia bự quá, túi nhỏ quá. Dạ. Dạ em xin tặng chị ạ. Rồi cảm ơn em. Này đổi túi bự được không? Dạ. Túi hơi nhỏ quá. Bữa nào tôi ghé tôi đổi túi bự chút xíu. Dạ. Túi bự gấp đôi luôn. Lãnh đạo công ty cho tôi mới quà này nha. Dạ. Bữa nào có cho thêm cũng được. Dạ. Hai bạn bắt đầu nói chuyện đi nào. Chào anh. Dạ. Anh chào em. Anh nhìn em thì sao? Ấn tượng đầu tiên là em rất là xinh, da trắng, rất là sạch sẽ. Em cảm ơn ạ. Ôi trời ơi trời. Hiện tại em đang ở Bình Dương hả? Dạ. Em có dự tính là sau này ví dụ như là quen anh, em có thể ra Quảng Nam sống cùng anh không? Nếu mà em công việc của em ở đây mà ổn định, ý là em học việc ở đây tầm khoảng 1 năm, nếu mà việc của mình cứng thì em có thể chuyển công tác được ạ. Ừ. Em ơi, có chủ tịch hội đồng quản trị này kia ngồi dưới kìa. Quá dễ kế toán chứ gì, dễ quá. Kế toán chị ơi. 30 giây về Quảng Nam luôn. Ví dụ như là khi em về Quảng Nam em có thể làm một công việc khác mà em có chấp nhận hy sinh được không? Dạ có. Anh cảm ơn. Nếu mà phù hợp với em ạ. Dạ. Em có câu hỏi gì đặt cho anh không? Em thấy anh có nói là một người nóng tính. Em rất là sợ những người nóng tính ạ. Cái nóng tính của anh thì rất là vô hại. Tức là sau khi anh làm việc mà anh bị stress thì anh đứng chỗ anh la mình anh vậy thôi. Chứ anh không bao giờ cái ảnh hưởng tới người khác. Thì anh ở Quảng Nam, còn em hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương. Thì không biết là nếu mà hẹn hò tìm hiểu nhau thì sẽ như thế nào ạ? Thì anh sẽ sắp xếp thời gian để vào thăm em. Dạ, quay xuống xin sếp đi công tác liền. Công ty là dự kiến là mở rộng hết cả nước ra tầm thế giới luôn, chứ không phải là trong Bình Dương thôi chị. Rồi chị nó không lo rồi. Bây giờ là xa hơn nữa, bạn kia là nói năm gì đám cưới được đó. Thì em chuẩn bị em nói gì cho bạn gái biết đi. Chỉ cần em ok là mọi thứ xong xuôi hết. Xong xuôi là sao? Nhà trai mua được mấy cái nhà để chuẩn bị cưới vợ rồi? Sau khi là tìm hiểu xong á. Dạ, xong hết rồi thì chỉ cần bạn nữ ok thì mọi thứ đều sẽ xong xuôi hết. Dạ. Nhà em về ở với ai, nói cho bạn gái biết luôn đi. Sau khi cưới thì chắc chỉ có hai vợ chồng thôi. Anh thì con một, có lẽ sau này thì mẹ lớn tuổi á thì có thể rước mẹ về chăm sóc. Em thấy như nào? Em thấy cái việc mà sống chung với bố mẹ chồng là chuyện bình thường. Anh cảm ơn. Gia đình em có mấy người? Gia đình em có 3 chị em là con cả, bên dưới còn một em trai một em gái nữa. Một em trai một em gái. Rồi bây giờ hỏi coi tiền hai vợ chồng làm ra ai giữ, tiền anh làm ra anh có đưa em không? Thật sự là đàn ông mà làm ra tiền là để cho phụ nữ tiêu. Đó. Tôi làm mai làm mối luôn, tôi chỉ quan trọng cái khúc này thôi. Có không nghe nói nha. Dạ có. Đàn ông làm phụ nữ tiêu đó nha. Dạ, cái đó là mục đích để em phấn đấu em làm mà anh. Hy vọng bằng nữ tiêu nhiều đấy chứ. Trời ơi. Để em có động lực em làm hơn nữa chứ. Nhớ nha, nói sao là giữ lời đó. Mai mốt mà người ta tiêu nhiều quá, nói năng này kia ta mở là cái đoạn này coi là hết chối cãi luôn á. Dạ. Bây giờ Khang bước tới nắm tay Tiến đi. Em cho anh nắm tay. Hai đứa nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay em ấm quá. Cảm ơn ạ. Nắm hai tay luôn, hai tay luôn. Hai tay mình đó, đối diện nhìn nhau. Mình nhìn ta có 3 tiếng đồng hồ nhìn thẳng vào mắt nhau. Để cảm nhận nó lúc này là chúng ta đang trao nhau những cảm xúc nè. Em thấy cô gái này sao? Có đúng như những gì mình đang suy nghĩ, mình lựa chọn hay không? Em thấy em rất là hiền. Dạ em cảm ơn. Em thì anh cũng hiền lành, chững chạc ạ. Em cảm ơn. Dạ. Sau này nếu mà về chung một nhà thì anh sẽ giúp đỡ giúp việc nhà cho em. Dạ. Nếu mà em giận thì anh sẽ làm gì nói đi? Anh sẽ hát cho em nghe. Mặc dù hát rất là dở. Ngược lại thì sao em? Nếu mà em là vợ thì em sẽ cố gắng chăm sóc vun vén cho tổ ấm ạ. Anh cảm ơn. Hai bạn về chỗ nào. Thì ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, thì không cần bấm. Nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ em có bấm, chắc là ấn sâu đấy ạ. Em có bấm đúng không? Dạ. Có bấm mà làm tôi giật mình. Hết hồn. Cả hai cùng bấm. Hai bạn nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau.
và hai điều bạn gì đến rất là đến. Đẹp đôi. Đồng ý hẹn hò có nghĩa là một nụ hôn đầu tiên để đánh dấu điều đó. Dạ. Được không? Được. Thơm hả? Khang phải dành thời gian. Dạ. Xin với hội đồng quản trị đó, tình yêu bắt đầu chớm nở rồi, cho em nhiều thời gian chút xíu, đi công tác Bình Dương nhiều chút xíu để có thể có thời gian ta trao đổi và chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Nhãn hàng Aquacelin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacelin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacelin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Còn đây là phần quà đến từ nhãn hàng sữa Đà Lạt Milk, di sản từ cao nguyên. Sữa Đà Lạt Milk được làm hoàn toàn từ sữa tươi, không chất bảo quản, không sử dụng nguyên liệu tổng hợp, mang đến hương vị thơm ngon và cung cấp nguồn dưỡng chất tự nhiên thiết yếu cho sức khỏe cả gia đình. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Rồi hãy nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất. Hai đứa về Bình Dương luôn đi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với cặp đôi thứ hai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời em ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Xin chào em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Mai Hiền, quê em ở Bình Dương. Năm nay là em 38 tuổi ạ. Hiền làm gì Bình Dương Hiền? Dạ em là giáo viên dạy môn mỹ thuật cấp trung học cơ sở ạ. À, giáo viên Bình Hiền Dương. Hiền sống ở Bình Dương luôn ạ. Dạ, dạ em sống Bình Dương luôn. Rồi, dạ. Mời nhà trai. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ. Chào quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1986. Hiện thì đang sống ở Bến Cát, gia đình thì ở Dầu Tiếng, quê quán thì ở Thanh Hóa. Sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì đang làm giám sát của nhà máy Nutifood và có kinh doanh thêm bên ngoài. Dũng hai bạn đều ở Bình Dương luôn đó. Dũng ở Bình Dương luôn, Dũng hỏi dạ. Coi cô bên kia ở gần mình không? Hỏi đi. Bạn gái bên kia ở huyện nào ạ? Dạ, mình ở Tân Uyên ạ. Tân Uyên thì cũng gần Bến Cát. Dạ, Tân Uyên mà ở phía phía Bắc Tân Uyên hay Nam Tân Uyên? Dạ, ở Nam Tân Uyên, ở gần ngã tư Mỹ Ung Cù ạ. Bên kia 84, bên mình 86 đó. Thấy sao Dũng? Dạ, tuổi tác cũng không quan trọng anh. Quan trọng là tính cách và mình có duyên, có hợp với nhau hay không thôi. Ông gái Mai này á, ông mắc cười ghê vậy. Tâm mới mở đầu câu chuyện à, mà ông đem tuổi tác ra ông nói. Người ta nói là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Thì ta cho biết luôn để cho cảm nhận như thế nào. Thật ra giờ em yêu chị thiếu gì, có gì đâu. Chuyện bình thường mà. Cháu còn yêu cô nữa mà. Có gì đâu không? Không sao hết. Rồi dạ. Bây giờ mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe đi Dũng. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, ngoại giao nhiều, nấu ăn ngon và cũng biết chơi nhiều môn thể thao, nhưng mà chơi không giỏi thôi. Miễn có chơi là được rồi. Dạ. Chơi cho nó khỏe thôi được ha. Điểm không... yếu thì về em kinh doanh rượu nên với công việc nữa nên cũng hay nhậu và hay mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Mềm lòng. Ví dụ như là người ta mà năn nỉ mình cái gì đó thì mình sẽ giúp liền. Với mềm lòng cái vụ đó còn mềm lòng vụ gì nữa không? Dạ không. Mềm lòng quá là không được nha, cái vụ khác không mềm lòng được á. Dạ. Có vợ mà mềm lòng là mệt lắm á nha. Ừ. Thôi mời nhà gái. Rồi nào nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ ưu điểm của em là em nấu ăn ngon. Dạ. Dạ. Bên đây cũng nấu ăn. Rồi trong công việc thì em cũng
rất là tập trung, rồi em cũng có nhiều cái thành tích trong công tác giảng dạy. Rồi em thì vui vẻ hòa đồng, em thấy là sao em cũng sống được hết. Không, cô giáo là được rồi. Cô giáo là tôi chấm rồi đó. Còn chưa dạ, nói tới vấn đề hết. À, cô giáo là được rồi, không cô có quan tâm gì nữa. Đúng rồi. Dạ, em chào rồi anh. Chào cô giáo. À, cô giáo dễ thương, nhưng mà anh đây anh kinh doanh rượu, anh hơi uống rượu nhiều. Lo không? Dạ, nhưng mà uống thì uống vì công việc thôi, với lại uống rồi đừng có về quậy là được. Có quậy không Dũng? Dạ không ạ. Trời ơi, xỉn uống rồi, để say. Uống để say hả? Dạ. Phải có bao giờ say đâu đúng không? Dạ. Về đô cũng mạnh lắm á. Uống có bao giờ quậy quọ rồi? Dạ không anh. À, tại vì mình uống mình nhậu nhưng mà mình phải kiểm soát được chứ. Được, đó, vậy được đó. Dạ, còn về điểm yếu của em là em hay quên, với lại em cũng hơi thẳng thắn á. Hồi sáng này em đi em quên thứ. Quên gì vậy? Chút nữa em nói. Chút em nói. Thấy có vẻ hơi quan trọng đó. Rồi. Dạ, bây giờ... em hơi thẳng thắn lắm. Thẳng thắn hả? Không có. Ví dụ hồi trước là cũng có một bạn em giới thiệu cho một người bạn á, mà anh đó hút thuốc, mà anh đó cầm điếu hút, lúc mà ngủ cà phê anh đó cầm điếu hút đốt lên. Em nói là em không có chịu được mùi hút lá, nên là anh để sau anh hút nha. Cái tí xíu nữa anh đó bật thêm điếu nữa, cái em đứng lên đi về luôn. Không, cái này đúng nha. Mình đã nói rồi, mình đã nói là mình không thích rồi. Thì thì cái đó, với lại hút thuốc nơi công cộng là cũng là cái điều không tốt đâu. Đó cũng đúng, nhưng mà thật ra là ví dụ như là mình, nếu mình khéo hơn á, mình tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn chút xíu. Nhẹ nhàng hơn, tức là dạ, mình vẫn ngồi tới cuối buổi, nhưng mà mai mốt mình không gặp nữa hả? Ừ, thí dụ vậy. Gồng không nổi anh Linh ơi. Tại vì em nghe mùi hút lá là em bị khó thở, em bị khạc khạc. Mà em đã nhắc thì... một lần rồi. Đó, ta đang ngồi thấy ta ho thấy gì là biết rồi, quay ra chỗ khác đi chứ ai mà hút thuốc nguyên buổi đúng không? Hỏi bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Không, khỏe. Rồi, cho nhà trai tôi biết chút xíu gì đừng tình duyên đây nè. Dạ là em ly hôn 8 năm à. Năm 2014. Dạ, em có một con trai năm nay 15 tuổi rồi. Tại lúc em kết hôn là em học cao đẳng sư phạm, xong rồi em đi dạy một năm là em kết hôn. Nên là con em thì nó cũng hơi lớn. Dạ tại nó lớn em mới lên đây chứ nó còn nhỏ nó không có cho. Vậy là mình chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ 8 năm ạ. 8 năm? Dạ. Và 8 năm ở chưa có một mối tình nào khác? Dạ cũng có một quen một vài bạn thì cũng gặp một hai lần rồi, nói chuyện không có hợp thì thôi. Đó hút thuốc đó, hút thuốc nên đi luôn, đi về luôn. Rồi con trai đang ở với ai? Dạ ở với em với lại mẹ em ạ. À, đang ở cho em với mẹ em luôn hả? Dạ. Ừ. Bữa nay là con trai... Dạ đang thi học kỳ 1 á chị Ngọc Lan. À vậy hả? Dạ. Con đi thi, mẹ đi kiếm chồng. Cái này là do chương trình sắp xếp đi hôm nay nên em đi. Hôm nay mà kết quả mà tốt đẹp là coi như là nhà là song hỷ. Xong hỉ luôn luôn đó, niềm vui nhân đôi á đó. À, đó bên kia là cũng mà lỡ lần đò rồi. Dạ. Còn bên mình sao nè? Dạ em cũng có một đứa con trai 11 tuổi. Ừ. Hiện đang học lớp 5, cũng ly hôn được 9 năm rồi. 9 năm. Dạ con trai thì ở với ông bà nội. Rồi sau ly hôn mình lấy vợ bao nhiêu năm thì ly hôn? Dạ lấy được hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Dạ. Gì đó hả? Rồi cái gì nó dữ dội lắm mà ly hôn vậy? Dạ tại có thể là em đi làm á, ít ở nhà và nhiều khi mình có những mối quan hệ như ăn nhậu á thì... đó cái đó là cái nguy hiểm nhất luôn á. Dạ mình đi làm mà ít về nhà là không có quan tâm đến vợ đúng không, rồi mình ăn nhậu nữa. Ừ. Hai cái này là mệt lắm á, em phải rút kinh nghiệm. Không phải là không về nhà mình về, nhưng mà mình về trễ thôi. Về trễ như trễ nhiều lần không? Dạ không anh, lúc có vợ rồi thì tuần đi khoảng một lần hoặc là hai lần là hết đa, là tối đa. Về một tuần hai lần? Dạ. Về mấy giờ mới về? Thường thường em đi làm 4:30 về thì khoảng 7-8 giờ là về. Ừ. Có phụ cô ấy chăm sóc con không? Có vô tâm với cô ấy không? Dạ có chứ. Con cái thì ở với bà nội nên là bà nội lo là chính. Còn cô ấy thì em có mở cho một cái tiệm để kinh doanh á. Ừ. Nên cô ấy cũng ít ở nhà. Thật ra như thế này nè nhà trai, nó là phải nói hơn một chút xíu về cái vấn đề này. Bạn kết hôn 2 năm là bạn ly hôn. Dạ. Trong 2 năm đó là vợ bạn mới sanh con. Dạ. Đúng không? Cái khoảng thời gian mà phụ nữ mới sanh con, người ta rất là cần cái người ở bên cạnh. Mà người ta không có cần cha mẹ đâu. Thật sự lúc đó là họ cũng chẳng cần cha mẹ ruột đâu. Cần nhất là người đàn ông của cuộc đời mình.
Nên có thể trong khoảng thời gian đó đối với bạn thì bạn nghĩ là bạn đã có sự chăm sóc rồi. Nhưng mà cái người phụ nữ họ cần nhiều hơn như vậy. Thật ra là Lan vẫn, Lan nói bạn như thế này nè. Có cái chương trình chat với mẹ bỉm sữa đó, chương trình Lan làm. Thì bạn xem chương trình đó nhiều hơn. Để bạn sẽ biết được trong cái quá trình mà người phụ nữ sanh, mang bầu, sanh con và họ sanh con trong khoảng thời gian 3 năm đầu họ cần cái gì. Thì để cho cái cuộc tình, bạn sẽ biết ra được là à, lý do tại sao mà cái cuộc tình trước, cái cuộc hôn nhân trước của mình nó đổ vỡ. Một phần là lý do của mình rất là nhiều. Mình thiếu cái sự quan tâm nhiều lắm. Và một phần nữa là mình có thêm cái kinh nghiệm để mình đi tiếp một cái cuộc hôn nhân thứ hai cho nó trọn vẹn hơn. Mình biết mình phải làm cái gì. Thật ra cái với cái câu chuyện mà bạn nghĩ là à, tôi cũng đi có một tuần, tôi đi có một lần mà 7-8 giờ là tôi về rồi. Nhưng mà giá như trong cái khoảng thời gian đó, tại vì 2 năm thì lại chắc có lẽ là con bạn, vợ bạn chỉ mới sinh được tầm khoảng 1 năm thôi. Đúng không? Thì cái khoảng thời gian đó người ta rất là cần. Người ta cần cái sự đỡ về tâm lý. Cái chuyện mà nhậu nhiều á cũng ảnh hưởng đến đến cái mối tình đó đó. Tôi nghĩ là con cái có ông bà nội chăm là vợ mình khỏe. Không có đâu. Phụ nữ họ mới sanh họ thay đổi rất là nhiều. Vì đàn ông mình á là cứ hay vịnh vào đi nhậu để giao tiếp này kia là nhiều. Nhưng khi nhậu về đó, người phụ nữ họ nghe cái mùi rượu thôi cũng khó chịu rồi. Ảnh hưởng đến con cái. Cái hai nữa là khi người đàn ông có uống rượu vô đó thì cái tính tình nó khác. Nó khác với lại lúc bình thường. Ít nhiều gì nó cũng có một đúng cái rồi. Sự thay đổi à, chứ đó không thể nào mà không có được. Mà nó gây khó khăn cho người phụ nữ. Nó làm cho người phụ nữ cảm giác khó chịu lắm. Còn người đàn ông nó uống có chút ăn thua gì đâu. Mình uống mình sướng nhưng người khác khổ là không được. Dạ. Linh nghĩ rằng đó là Linh của người đàn ông, Linh cũng có đôi khi uống rượu. Nhưng mà nếu mình kiểm soát được cái thời gian uống ít lại, hoặc là mình đừng để là ảnh hưởng đến người bên cạnh thì cái này tốt hơn. Anh biết chắc chắn là còn sau đó còn nhiều câu chuyện nữa. Nhưng mà thôi mình dừng lại đó là được rồi. Đúng rồi. Chúng ta nhận được cái lỗi của mình là do mình uống rượu, do mình đi về muộn, do chắc chắn rằng khi uống rượu nhiều thì em sẽ ít quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Vậy thì đó là những cái mà chúng ta nhận ra được thì chúng ta thay đổi nó là xong. Anh nghĩ rằng em thay đổi được. Đúng rồi, bạn này nhận ra được thì chắc chắn bạn này sẽ thay đổi. Nhưng mình chỉ muốn nói nhiều hơn một chút để bạn hiểu ra được cái nguyên nhân nó như thế nào thôi. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Nhà trai tôi hiểu mà. Nhà trai bây giờ mình biết được cách nào đó để khắc phục được điều đó. Những cái cũ là mình xí xóa ha. Bỏ qua. Bây giờ mình mở một trang mới nè. Mình muốn bắt đầu với một cái câu chuyện mới của cuộc đời mình với một người như thế nào? Dạ, có thể là biết lắng nghe và chia sẻ. Có nhiều cái vấn đề mà mình cần nói với nhau thì mình cứ cởi mở. Giống như bạn nói thẳng thắn á, cái điều đó là điều rất là tốt. Tại vì có thẳng thắn với nhau thì mình sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà còn nó có động lại, hoặc là những cái vấn đề mà chưa tốt á, thì mình còn giải quyết để mình thay đổi được. Còn mà không nói ra mà để nó dồn lại một lúc nào đó thì nó sẽ khó để giải quyết. Đúng rồi. Hợp lý đó. Cái này rất hợp lý. Mà cô giáo bên kia cũng là người rất là thẳng thắn. Cô giáo chia sẻ, biết lắng nghe luôn. Cô giáo mà những cái gì anh nghĩ rằng em đề ra cô giáo làm được hết. Bên kia cũng nói được lý do chia tay với mối tình. Em thì có thể bật mí chút xíu tại sao mình chia tay. Dạ em cũng xin phép chia sẻ